Cả nhà đi thiền viện Trúc Lâm. Có con chó nè, con chó già lắm. Hồng môn thường đa số khách tham quan ta đi phía bên kia, mình tìm sự thanh tịnh thì đi bên đây. Mấy con chim này nè, chim bằng cảnh luôn nè. Nè. Nè, con này nè. Ê hoa sen. Con công kìa. Lại đi, tụi con vô lại đi. Mẹ con vô lại đi. Đi bên kia ồn nào. Đa số khách du lịch ta qua bên kia không, ít người vô đây. Nhưng bên đây mới thanh tịnh nè. Giống tưởng cây trà ha. Nga thích Đà Lạt chưa? Cái đó ăn rau đó ăn được. Hay ghê chưa? Hay ghê không? Chuông gió này nghe hay quá. Có vườn hoa đẹp lắm chút đằng trước á. Đấy, đi vòng vòng. Nên Đà Lạt thì nhiều hoa đẹp. Thì Đà Lạt là Trung Quốc mộng mơ rồi. Đẹp không? Ôi, đừng lấy cái đó kia rồi. Kia rồi.
cá nào mới rụng á. Mà tụi con lấy nhiều chi? Nhiều, nhiều lắm. À đúng rồi, có con gì ăn. Nhanh. Vô ba cầm cho. Bông nguyệt quế nè. À. Nguyệt quế thôi. Ừ, nguyệt quế. À, gì không? Thiên tuế. Thiên tuế hả? Ừ, vạn tuế, thiên tuế. Trời, có cái bông luôn. Hiếm lắm mới thấy bông gì đó. Ừ. Mình sợ cái là mình được hên, mình được may mắn vạn, trọn vạn trọn đời tế, luôn. Vạn. Rồi. Ừ. Cho na xào luôn. Ai đau đau. Gọi được gọi đau đau. Được chưa? Gọi được chưa? Hiếm lắm. Đâm bụng rồi. Ừ. Hiếm lắm mới thấy được cái hoa nó con. Cái bụng bông gì á. Quá wow, chùa tháp bằng vàng kìa nè. À, khu vực nội viện để mấy người ta tu tập á, như là cái vườn thượng uyển của vua vậy. Rồi, ra đây thì khách khứa khách đông hơn rồi, trong kia thanh tịnh nhiều thì ra đây ồn ào náo nhiệt. Hoa ô hoa đẹp quá rồi. Đó nè, ngắm hoa cho sướng mắt đi. Trời, cái bông hoa kia bự, thiệt bự luôn kìa. Đây nè bác. Đẹp quá. Con với hoa ai xinh hơn? Tất nhiên là hoa. Tất nhiên là hoa. Luôn à. Hoa nhựa á. Đó phải hoa nhựa, hoa thiệt mà nó héo nè. Nhựa thiệt. Hoa nhựa thiệt. Sao vậy? À, bằng nhựa ta làm nó giống hoa thiệt. Cái nguyên cái tảng ngọc luôn em. Ủa cái đó là cái gì màu trắng, là cái trước mặt mình là cái gì vậy ba? Ngọc thiệt hả? Ừ. Hay giả? Thiệt đó, ngọc thiệt đó. Dạ dạ. Đã không? Bán mấy trăm triệu hả mẹ? Đâu? À, con khiêng ra con bán. Thôi, người ta đang chết. Chị thấy ngắm thôi. Bán ổn. Ok, ok. Đây này một đùm nữa nè anh. Đùm hoa nghe ghê quá. Nhìn mắt nhìn lên đây, nhìn lên đây nhìn ba nè, cười, mở mắt to ra nữa. Nắng quá. Nắng quá nắng. Hoa thiên điểu này cũng đẹp nè. Na, thiên điểu là con chim trời nè. Nè, đây. Có mũi nè. Ừ. Chị My rồi. À. Amy. Ừ. Đi vô đây này, đây nguyên vườn hoa trước nè. Nè con, qua đây nè, qua đây nè, qua đây trước. Amy. Amy. Đó, hoa hồng đó nè. Cẩm tú cầu nè, cẩm tú cầu bên tay trái nè. Ừ. Này sáng sớm kìa, ngày qua mà mưa vừa xong á, sáng sớm nay ra rất là đẹp. Giờ hết sương rồi nó đẹp.
hoa sắc pháo. Dạ đứng đây, đứng xích qua chị, bước qua. Rồi em đi đây 15 phút rồi tới rồi. Rồi. À, hồng môn, bạch môn. Bạch môn là màu trắng. Trắng. Hồng môn, hồng môn tím. Mũi như mũi khế vậy, cứ trong những lòi ra cái bông như hoa lựu vậy á. Cái bên đây đẹp hơn, cái bên đây nhiều hoa. Cái bên này đẹp nè. Ừ. Cái bên đây là cái bền, cái bên kia cũng là cái bền. Phải đi thôi, con tập tập cho quen chứ không. Muốn đi tham quan đâu nữa không? Đi về khách sạn ngủ rồi. Ngủ hả? Đủ rồi hả? Chiều đi chợ luôn đó. Chiều đi chợ đông lắm đó mà. À. Ba có muốn ăn bánh mì. Bánh mì hả? Để coi ba coi bánh mì đâu ngon.